Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là cái bài test điểm số AnTuTu của con LG V60, Sony 1 Mark II và con Samsung Note 20 Ultra 5G nhé. Thì em nghĩ là cái điểm số AnTuTu cũng không còn nhiều người quan tâm nữa đâu. Nhưng mà em cứ test cho các bác nào thích thì xem thôi. Tại vì trên hội cũng có khá là nhiều bác còn quan tâm đến cái điểm số AnTuTu này. Thì các bác có thể thấy là ba con máy này đang được kết nối với cái Wi-Fi LG X300 này. LG X300 nhé. Rồi em sẽ vào cái phần mềm AnTuTu cho bác xem. Rồi. Thì ba con máy này ấy, đều chạy cái chip 865 nhá. Thì con LG V60 này thì RAM của nó chỉ có 8 GB thôi. Con Sony 1 Mark II này cũng thế, RAM 8 GB thôi. Còn cái con Note 20 Ultra này RAM nó 12 GB cơ. Còn cái bộ nhớ trong thì không quan tâm cho lắm. Ok, em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây có lần đầu tiên test ba con này đấy. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, chạy rồi. Các bác nào thích thì cố gắng kiên nhẫn mà xem nhé. Chứ cái này em cũng test chơi thôi. À, cái điều kiện mà đang test ấy nó là cái điều kiện phòng trọ nhé, tầm khoảng 30 đến 32 độ trong phòng, không phải là phòng máy lạnh nhé. Có vẻ như con Sony nó nhanh hơn một tí các bạn ạ. Có vẻ thôi chứ em thấy nó cũng siêu siêu nhau hết. Đây là ba con đầu bảng của ba nhà mà, LG, Samsung và Sony. Mà con Sony thì Sony và Samsung đắt quá các bạn. Gấp đôi, hơn gấp đôi luôn ạ. Hơn gấp đôi con V60 luôn. Con V60 bây giờ tầm khoảng chục triệu, chưa đến chục triệu. Còn con Sony nó tầm khoảng 22 23 triệu rồi. Con Note cũng thế, hơn gấp đôi. Cái này cũng khá lâu các bạn. Đợi khá lâu. Hình như con LG có vẻ đuối nhất. LG mãi chưa 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 bằng con kia. Lúc đầu thì có vẻ nhanh gần bằng nhưng vì sao đuối hẳn. Chắc máy nó nóng lên rồi nó đuối sao. Cái bài test AnTuTu này thì các bác cũng có thể thấy là cái chất lượng hiển thị của ba con như thế nào. Thì đối với con mắt của em ấy, thì em thấy là con Sony là đang là ngon nhất. Còn không biết các mắt các bác thế nào thôi. Còn cái video này quay bằng con LG V35 nhé. Con máy cũng khá là cổ rồi.
Cái màn hình của ba con này em đang để chế độ mà mặc định của máy luôn ấy. Thì các bác có thể thấy là hai cái con V60 và con Note 20 nó hơi ám vàng hơn. Cái con Sony thì màu nó thiên về xanh hơn, nhưng mà em thấy màu nó đẹp hơn, đẹp nhất luôn. Phần đa nhiệm của con Note 20 hình như có vẻ vượt hơn mọi kia. Tại vì con Note 20 nó cái RAM nó là 12 GB cơ mà. Chà, khá lâu các bạn, 8 phút rồi mà chưa thấy xong. Con Samsung đang dẫn đầu rồi các bạn. Chà, khá lâu, 10 phút rồi. Rồi, con Note xong trước các bạn. Tiếp theo là con Sony. Rồi, chờ con LG nữa thôi. Trời, các bạn có thể thấy LG nhà mình thấp hơn hẳn rất là nhiều luôn. Thấp hơn hẳn là 100.000 điểm luôn. À, CPU này, các bạn có thể xem cái điểm số CPU này. Đó. Đó. Cái điểm GPU này, GPU thì không hiểu sao cái con LG lại hơn cả cái con Sony luôn. Đó, các bác có thể thấy. Rồi, nói chung là tất cả các điểm số thì con Samsung đều vượt trội. Đó, các bác có thể thấy ạ.
Đó. Với cái điểm số này thì em nghĩ là tất cả các game ở trên 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 CS Play thì không nhầm nhò gì rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì các em LG thì dùng bao năm nay vẫn thấy là cái LG nhà mình họ họ, họ tối ưu cái phần cứng không được tốt cho lắm. Lúc nào cái điểm số nó cũng thấp hơn và chơi game nó cũng có vẻ là giật hơn, lag hơn. Rồi ok, clip cũng khá dài rồi. Các bạn nào mà quan tâm thì xem thôi. Chào các bác nhé.